Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi, 18 đôi mười những nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó, dẫu phong ba, hiên ngang bước sóng gió sẽ qua. Những tháng ngày năm đó anh cũng cười thật tươi, có đôi lời yêu em anh vẫn chưa dám ngó lời. Yêu bầu trời năm ấy cũng ngàn vệt nắng cuối trời, vẫn nhớ dáng đôi mươi, nhớ nụ cười xuân đời. Chào các bạn, hiện tại thì mình đang cảm thấy rất là yêu đời đây. Bởi vì lâu lắm rồi, game nó mới cho ra một quả sự kiện đúng mùa, mà lại song song với sự kiện bên bản chung luôn chứ lại. Phải thế chứ, game nước bạn nó ra quả sự kiện nào thì mình phải cover ngay lại sự kiện đấy cho nó khí thế. Chứ cứ ngâm sự kiện cả năm trời rồi mới xuất chưởng thôi, chán lắm. Thì sự kiện mới Du Ngoạn Tìm Hương này sẽ được diễn ra từ ngày 22 tháng 7 cho đến hết ngày 28 tháng 7. Sự kiện diễn ra trong vòng một tuần lễ. Đây là một sự kiện với hình thức đấu 2-2, không có trợ lực. Cả đồng đội lẫn đối thủ của bạn đều làm máy. Việc phối đồ sẽ dựa vào bản thân bạn là chính. Game nó tạo ra một đồng đội ảo để cho các bạn quên đi cái cảm giác FA mỗi đêm về thôi. Vật phẩm chính trong sự kiện này là cái chuông nhá. Mình sẽ chiến đấu và lấy về những cái chuông này. Sau đó dùng chuông để đổi ra từng món đồ theo mốc. À mà quên mất, chưa giới thiệu hai thí sinh chính trong ngày hôm nay nhé. Đầu tiên là thiếu nữ tuổi mới nhú, mang tên là Gió Mát Mùa Hè. Trang phục mang đến cho chúng ta một cảm giác vô cùng là sảng khoái tươi mát. Đến cái độ mà ta có thể cảm nhận được từng cơn gió thổi tốc váy từ chân lên tới bẹn của cô gái. Bên cạnh là quả xe đạp chính hãng 50cc mang một gam màu tươi mới. Trang phục tiếp theo mang tên là Hương Cỏ Đêm Hè. Nếu mà các bạn chưa biết thì những bông hoa tím trên hình kia là hoa bìn bìn. Đây là một loài hoa có thuộc tính rất là khắm lọ vì hay lợi dụng những loài cây khác để sinh sôi phát triển. Tuy nhiên thì trên kiến thức thực tế, hoa bìm bìm được ví như một loài hoa mỏng manh, khiêm tốn và giản dị, dễ thích nghi trong mọi điều kiện. Hoa bìm bìm được coi là một loài hoa của sự bền bỉ và ý chí kiên cường vươn lên trong cuộc sống. Đó là hai nhân vật chính trong video của chúng ta hôm nay. Và bây giờ chúng mình sẽ tiếp tục dùng chuông để đổi lần lượt từng món đồ theo thứ tự. Từ bộ gió tốc váy xong mới đến bộ hoa tím. Mỗi ngày chúng mình sẽ có 5 lượt free, mua thêm có giá là 24 kim cương cho một lượt. Tổn thất của hai bộ đồ: bộ tốc váy cần 470 chuông bằng 1416 kim cương. Cả hai bộ cần 825 chuông bằng 3.120 kim cương. Tổn thất này dựa trên tỷ lệ bạn thắng 100% và tính vào ngày cuối sự kiện đã bao gồm tất cả lượt free. Nói chung xương xương là 1.500 kim cương cho một bộ. 7 ngày phối đồ thì mỗi ngày một chủ đề khác nhau. Đây là hình hướng dẫn thuộc tính cho 7 ngày đây. Những thuộc tính tô vàng là thuộc tính chính. Bạn cứ tự phối đồ, không phải xin xét đồ của ai cho nó mệt. Bây giờ thì mình vỉa qua phần thuộc tính chị em nhé, để xem là với mốc giá 1.500 kim cương cho một bộ đồ thì có đáng để mình liếm không. Bộ tóc váy tổng thể 19 món đồ, 3 tác nền hoa. Bộ thuộc tính này thuần cho chủ đề công viên cổ tích. Mấy món đồ tốt cho chủ đề có thể dùng được như là mặt đất, phụ kiện tóc, khăn choàng, dây lưng. Tuy là cùng chủ đề nhưng không được mạnh lắm các bạn ạ. Bộ hoa tím có 18 món đồ, 8 tác nhật và 2 tác động vật. Bộ thuộc tính thì cũng như bộ trước, dùng cho công viên cổ tích, khoác, mép vớ, mặt đất, hoa tai, vòng là những món đồ bạn có thể cân nhắc sử dụng cho khu thi đấu. Đánh giá về hai bộ đồ này thì khá là nhiều món đồ, các chỉ số ở mức trung bình. Nếu mà gu của bạn thì hãy lấy về nhé. Vậy là vừa rồi, mình đã hướng dẫn xong các bạn về sự kiện Du Ngoạn Tìm Hương sẽ được diễn ra từ ngày hôm nay 22 tháng 7. Mong rằng video này có thể giúp ích được cho các bạn trong việc chơi sự kiện. Cảm ơn bạn đã xem video nhé. Mình xin phép dừng phần bình luận ở đây. Buồn ngủ quá.
We'll be right back.